Vừa được chia sẻ cách đây không lâu, bài đăng tìm kiếm thêm các góc quay camera bình yên, camera hành trình trong vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối ngày hôm qua ngày 26 tháng 10 ở Thái Bình đã nhanh lẹ chiếm được nhiều sự quan tâm, bình luận của dân mạng trong buổi tối Chủ nhật. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 42 ngày 26 tháng 10 tại 10 đường quốc lộ 37 bờ thuộc địa phận xóm Thái Tân, huyện Thái Thụy, Thái Bình. Vào thời điểm này, một người đại trượng phu không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy chở theo con nhỏ tuổi hơn 1 tuổi, lưu từ ngõ xóm Minh Thành, xóm Thái Tân ra quốc lộ 37 bờ. Khi ra tới giữa đường, người đại trượng phu chạy xe máy này đã bị một ô tô loại 5 chỗ chưa rõ biển kiểm soát, đi theo hướng từ xóm Thái Xuyên đến xóm Thái Thụy, đâm trúng. Va đụng phải mạnh đã khiến người đại trượng phu cùng con nhỏ tuổi trượt xuống đường bất tỉnh. Chiếc xe ô tô sau đó đã ra đi hiện trường. Chứng kiến vụ tai nạn, nhiều người đã truy hô đuổi theo chiếc xe ô tô nhưng không thành. Hai bố nhân loại đại trượng phu đi xe máy sau đó cũng đã được đưa đi cấp cứu. Được biết, cháu nhỏ nhắn bị chấn yêu thương khá nặng. Đoạn camera bình yên dưới đây chỉ đánh dấu được một phần sự việc và một góc quay lại bị tán cây che mất. Tuy nhiên đa phần ý kiến người xem đều cho rằng trong tình huống đụng phải dao này, một phần lỗi cũng đến từ người đại trượng phu chạy xe máy. Người đại trượng phu này đã không đội mũ bảo hiểm và khi lịch sự tới một nửa đường thì dừng lại. Vụ tai nạn giao nghiêm trọng giữa xe máy và ô tô ở Thái Bình.